Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay vườn con sẽ lên một lô hoa giấy nha cô chú anh chị. Lô này là lô buổi trưa nha. Thường là buổi trưa là con đăng hoa giấy, còn buổi tối 19 giờ thì con đăng hoa sứ. Trưa thì con đăng lúc 11 giờ nha cô chú anh chị. Hôm nay con quay mấy cái giống siêu hoa nha. Như là cẩm thạch tím tuyết nè, đỏ lửa, cẩm thạch chiều tím, lá vàng, hoa tím, tím tiết, tím pháp nha. Giá là từng cây nha cô chú anh chị. Giá là vườn con là bao ship gửi tận nhà luôn. Vườn con thì đóng khung tre chắc chắn rồi con mới gửi đi nha. Cô chú anh chị mà mua hàng bên con một lần rồi là sẽ biết. Con đóng khung tre rất là chắc chắn rồi con mới ốp thùng giấy con gửi đi. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha. Vườn con thì ở Lấp Vò Đồng Tháp nha chú anh chị. Gửi hàng từ Lấp Vò Đồng Tháp. Con sẽ đi vào cây số 1 luôn. Cây số 1 này là một cây tím pháp. Tím pháp này chưa hoa nha. Cây này mà xiết nước một chút xíu là chuẩn bị có hoa. Tại vì con mới cắt tàn, con làm tàn lại cho nó đẹp. Mã số 1 này hoành 15,5 và cao 70. Cây này 280.000 con bao ship nha. Đây là bồ đế nha. Số 1 tàn rất là tròn như thế này. Tàn nhiều nha. Mình về mấy cây này chưa có hoa, mình về mình chỉ cần xiết nước lại là nó cho hoa nha cô chú anh chị. Cây tím pháp màu tím đậm sai qua to. Đây là mã số 1. Qua mã số 2. Mã số 2 này là một cây tím tuyết siêu hoa. Cây này chỉ cần cắt tàn thôi là cái nách lá là nó cũng sẽ cho hoa hết trơn. Cây này đang ôm nụ nhỏ rất là nhiều nha cô chú anh chị, về là bung lụa liền luôn á. Đây, mấy cái lá non này là nó ôm nụ hết luôn á. Mã số 2 này hoành 14,5 và cao 60. Cây này 280 không bao ship nha. Đế đẹp luôn nha. Cây phân 3 nhánh. Phân 3 nhánh như thế này. Cây tím tuyết siêu hoa. Mã số 2 280. Cây tím tuyết đang ôm nụ như thế này nè. Cây này về là có hoa ngắm luôn. Lùng lực nha. Cây tiếp theo là một cây lá vàng hoa tím. Cây này cũng đang ôm nụ như thế này nè. Mấy cái nách lá nó đang lên hoa nhiều như thế này nè. Lá là lá vàng rất là sáng màu nha quý anh chị. Màu lá rất là sáng. Lá vàng hoa tím hay còn gọi là chiều tím á. Cây này phân 6 nhánh nha. Đây 3 nhánh. Ở dưới đây 3 nhánh nữa. Cây phân 6 nhánh. Mã số 3 này hoành 17, hoành 17 là đo ở đây nha cô chú anh chị. Hoành 17 và cao 60. Cây này 300 nha. Cây này về mình sang chậu á, mấy cái chậu mũ như thế này mình về mình sang chậu lớn hơn tí á, cho đủ sức cái cây á. Nó sẽ bung lụa rất là nhiều luôn. Đây. Chắc chồng nó thoát nước tốt giống như hoa sứ vậy đó nha cô chú anh chị. Để mình dễ kiểm soát nước mình cho hoa. Cây này phân 2 tầng nha. Có 3 bo ở trên, nó xuông lên trên, còn này 3 bo ở dưới nè. Cây giống như phân 2 tầng vậy đó. Cây số 4. Số 4 này là một cây cẩm thạch chiều tím. Lá là lá cẩm thạch như thế này, cái rìa rìa nó có hơi vàng vàng, ở trong nó màu xanh nha. Nó ngược lại với cành vàng lá ngọc á. Hoa là mà hoa tím đậm, giống như tím pháp vậy đó. Này hay còn gọi là cẩm thạch tím pháp nữa. Có vườn gọi là cẩm thạch tím pháp tại vì cái hoa nó giống tím pháp hơn là chiều tím. Tím nó đậm, sai hoa nó to như tím pháp vậy đó. Đây, một cây bung nụ rất là nhiều. Cái loại này nó cũng rất là nhạy hoa nha cô chú anh chị. Đây nè. Hoa màu tím mà trên cái nền lá cẩm thạch nó rất là sáng màu. Cái này đế đặc luôn.
Mã số 4 này hoành 17 và cao 70. Cây này 350.000 nha. Một cây đế đặc như thế này, cây phân hai nhánh nha. Cây phân hai nhánh như thế này. Đế đặc nha. Mã số 4 350.000, con bao ship, một cây cẩm thạch chiều tím. Đang hoa như thế này. Mà mấy cái hoa này á, là con ship đi là có thể bị rụng hoa nha cô chú anh chị. Cây là con đảm bảo không gãy bo gì hết. Nếu mà gãy bo thì cô chú anh chị có thể trả hàng lại cho con. Đây một cây cẩm thạch chiều tím, tàn rất là đẹp như thế này. Tiếp theo là một cây đỏ lửa. Đỏ lửa là có một cái khuyết điểm là nó trưa nắng quá là nó hơi rủ cái lá nha. Với lại cái loại này ship đi là có thể rụng lá, nhưng mà mình về mình chỉ cần cắt tàn lại là nó sẽ bung lộ bình thường. Đỏ lửa này là hoa màu đỏ mà nó không có xuống màu luôn á. Nó không có bị chuyển hồng, đỏ rực luôn, rực lửa luôn á. Dòng lửa này nó có cái ưu điểm là cái màu nó không có phai, mà nó lại xiên hoa nữa. Cây này nè, con cắt tàn như thế này nè. Cắt tàn ở đây là mấy cái nhánh này nó ra hoa, ra tược hết luôn. Một cây đỏ lửa, tàn tròn luôn, một cốt tàn tròn nha cô chú anh chị. Một cốt tàn đẹp như thế này, cốt thẳng băng luôn á. Cốt thẳng băng như thế này. Mã số 5 này hoành 18,5 và cao 90. Hoành 18,5 là đó đây nha. Cây này 330.000 con bao ship nha. Đây là bộ đế. Thường thì những cây một cốt thì bộ đế nó cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là cái cốt nó thẳng đẹp. Cây một cốt tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây đỏ lửa 330, mã số 5. Con qua cây cẩm thạch tím tuyết. Cái loại này nó cũng khá là xiên hoa. Tím tuyết nó xiên qua làm sao là cẩm thạch tím tuyết nó xiên qua y như vậy. Nhưng mà đặc biệt cái lá đó thì có cẩm thạch thôi. Cây nhiều hoa như thế này. Đế thì to luôn nha. Bộ đế chân dài khoảng 2 gang tay. Mã số 6 này hoành 25. Hoành 25 là đo ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Hoành 25 và cao 80. Cây này 500.000 con bao ship nha. Giá trị đi đôi với chất lượng nha. Cây này đế rất là đặc, đẹp luôn nè. Cây to nữa. Cây này nó cũng hơi bị nặng luôn. Cây này không rớt giá 100.000 phí ship. Cây phân 3 nhánh nha cô chú anh chị. Cây phân 3 nhánh như thế này, cây đang qua luôn. Nếu mà ở gần là không có thể không có bị rụng hoa. Còn nếu mà xa xa thì mới bị rụng thôi. Đây là cây mã số 6 500.000, cây cẩm thạch tím tuyết. Rồi hôm nay con có 6 cây. Cô chú anh chị mà chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn.